Chào mọi người, quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật của em. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình 0348308843. Rồi, theo dõi kênh của em, bấm vô nút đăng ký ha, để được cập nhật mấy video mới. Rồi hôm nay em về mấy món đồ sau đây nha mọi người. Video này có mã là 185. Rồi, đầu tiên là hai cái tua vít của Vercel. Đây, tua vít rất là kiểu này rất là đặc biệt nha mọi người. Nó ngắn ngủn. Chuyên bận mấy cái chỗ mà nó thấp. Mình cần cái một cái tua vít nó ngắn ha. Đây của Vercel. Một cái đầu cộng, cái đầu trừ luôn, BS2. Lại cái vít dẹp. Đây rất là ngắn, 3,5 phân. Đó. Còn đẹp như mới. Rồi mã số 1. Một cặp 150 nè. Rồi số 2 là cái mỏ lết của Engineer Japan. Mỏ lết chuyên vặn mấy cái đồ mỏng nha mọi người. Đồ cần cái khe ốc mà nằm trong cái khe mỏng á, mình cần một cái cờ lê mỏng thì mình xài cái mỏ lết này thôi nè. Cái miệng nó vát mỏng cho mình chuyên dụng nè. Vẫn đồ mỏng, đồ nhẹ, đồ chung đồ mề, đồ nó không quá cứng á, thì dùng cái này ha, tại vì nó rất là mỏng, nó độ dày 2 mm, miệng nó dày 2 mm như mới. Rồi mã số 2 nha, 200.000. Số 3 cây Livo của Japan sản xuất, của Tajima Made in Japan. Một nắp cân bằng một góc nha mọi người. Đó, một góc, một phương thẳng ngang. Rồi Made in Japan. Thân nhôm, hai đầu bằng nhựa. Nhỏ gọn nha, đây kích thước 10 cm, 10 × 5 × 2. Rồi mã số 3 nha, 100.000. Rồi tiếp theo số 4 là cũng là một cây Livo, nhưng mà của Japan sản xuất luôn, nhưng mà nó đây, Densan thương hiệu này, Made in Japan luôn. Nó hai phương, phương đứng và phương ngang ha. Đặc biệt nó có 500 rất là mạnh, nó hít rất là mạnh. Đó. Mình có thể hết để mình tiện sử dụng. Đó. Đây cũng là thân, cái đế bằng nhôm, thân nhựa Densan Japan, 10 cm, 10 × 4.5 × 2. Rồi mã số 4 nha mọi người, 200.000. Năm là cây ép tỏi nha. Ép tỏi của Japan sản xuất. Ép tỏi bằng nhôm. Tiger, thương hiệu Tiger. Đây nó thiết kế rất là đẹp, gọn. À, vỏ tỏi ở đây nè. Đầu ép nè. Còn cái đầu này là để đẩy sát nó ra ha, sát nó kẹt trong mấy cái này, đẩy nó ra là nó rớt xuống. Đó. Rồi mã số 5, 200.000. Số 6 là cây ghế nha mọi người. Cây ghế xếp. Đây, ghế xếp gọn nha. Nó bung ra nó sẽ như thế này. Người lớn ngồi ok.
Nhìn nó nhỏ nhưng mà tại vì nó là ship đi du lịch đó. Nè, cái móc này nó sẽ móc vô đây ha. Bật lại. Rồi bật lại. Đó. Rồi nó thành cái ghế. Rồi chiều cao nó là 30 nha mọi người, xếp bung ra nó sẽ cao 30. Bề ngang cái ghế dài là 29, ngang 14. Đó, ngồi ok lắm. Mình lớn ngồi thoải mái. Đây xếp gọn nó còn 21 như 16 ha. Nặng tầm 700g nha mọi người. Rồi mã số 6 nha, 400.000. Số 7 là cây liếc dao. Cây liếc dao của Nhật. Đây cái bằng gỗ. Đây là cây liếc dao. Còn bén. Ok. Đây. Nó bén như là cái giũa móng tay luôn vậy. Nó mịn. Dùng để liếc dao khi mình sử dụng. Rồi mã số 7 mọi người, 300.000. Đây size nó là 18 cm lưỡi. Tổng chiều dài là 35. Rồi số 8 là móc khóa nha. Móc khóa an toàn. Khóa dây an toàn nè. Dùng leo núi ha, làm leo trèo, trụ điện, leo cây đồ. Cọng dây này là dài khoảng 1 m. Rồi cái dây này tính luôn móc dài 1,5 m nha mọi người. Rồi tính cái này tính luôn móc là 1,6 m, chính xác là 1,6 m của thương hiệu Fuji Denko. Móc khóa nha, móc khóa an toàn nè, khóa vô rồi nó sẽ không có mở ra được. Muốn mở phải bấm cái đằng sau mọi người, bấm nguyên cái tay mới mở được. Nó mở vậy không được. Đó. Rồi dây chịu tải nha, chuyên treo người, dây an toàn cho người leo trèo. À, móc khóa rất là dày luôn bằng thép, móc của Nhật. Thương hiệu Fuji. Rồi mã số 8 nha, 400.000. Chính là cây hước gốc nha mọi người, còn đẹp. Martin Japan sản xuất. Đây. Chữ khắc vô sâu luôn, không sợ bay. Này hước gốc Japan. Thương hiệu SK. Rồi mã số 9 nha, 200.000. Mời là cây cưa. Cây cưa cành cán gỗ. Còn mới tinh. Nguyên bao. Đây, cái cành cán gỗ. Mà còn nguyên cái bọc luôn. Nguyên cái bọc lưỡi. Chưa xài. Rồi lưỡi nó dài 15 ha. Tổng chiều dài là 30. Đây thương hiệu Nhật.
Rồi mã số 10 mọi người, 200 ngàn. Cây cưa cầm cán gỗ. 11. Đây, cái này cái len. Cái len này không biết dùng làm gì cho mọi người nào chế xài ha. Len nè. Nó có cái khẩu độ luôn nè. Đóng mở nè đó. Này thông số trên len nè mọi người. 1.1 chia 4 5 50. Nó made in Japan sản xuất luôn cái len. Rồi có cái kính lọc nè, kính lọc màu đỏ đỏ. Không biết dùng làm gì. Mà đặc biệt nó có cái này nữa nè. Nè, cái này mình tăng đưa đi được nè mọi người. Một cái buồng tối, gọi là cái buồng ha. Nó cái buồng này nó tối hui. Nó che ánh sáng nè. Nó có hu ra hu vô. Nó chạy trên đường ray. Nó tăng chỉnh. Không biết công dụng nha mọi người. Người này về à, chế cháo kính lớp kính gì ha. Nó nhìn được nè. Như nó cái len này nó phóng to được đó. Kiểu như nó cũng to không. Nói chung là nó là cái len. À, cái len là đóng mở được. Thông số có trên đây không? À. Rồi. Mã là số 11 nha, 200 ngàn. 12 một cái bộ dây gần đồ. Hai móc nha, đây. Dây gần đồ của Nhật. Nó sử dụng là hai đầu là hai móc. Cái này dạng tăng đưa tự động nha. Nè. Là mình rút dây lên là nó siết. Đó. Rút dây nó siết nè, dây một chiều, có một chiều. Siết lại nè. Tự nó rút vô là nó sẽ cứng đồ mình lại nó không có chặn được rồi. Thương hiệu nè. Kima gì đó. Ngay dạng một chiều nè, răng nó bám một chiều. Nó rút vô được thôi chứ kéo ra không được. Muốn kéo chả xả ra phải bấm vô vậy. Xả. Ha. Đó. Xả ra. Rồi tổng chiều dài cái dây này là khoảng 1,5 m mọi người. Dài được 1,5 m. Phù hợp mình gàn mấy cái đồ lên xe máy này chứ. Thì sử dụng nó được ha. Rồi mã 12 400 ngàn. Rồi 13 là cái chống nhôm của xe đạp. Đây thương hiệu nè. Chống full nhôm. Đánh mấy xe đạp thể thao, xe đạp này kia. Đây bằng nhôm chịu lực nha mọi người. Chân chống mà, nó phải làm bằng chịu lực cứng. Nè, cái này có dấu hiệu xài rất là ít. Chưa có xài nhiều. Cao su còn nè. Cái này mình tăng đưa độ dài cái chống được. À, nới ốc ra mình tăng đưa xuống ha. Nó có thể dài hơn được. Hiện tại nó đang ngắn tối đa. Đây ngắn tối đa nè. Lên cái cốt bắt vô xe là 33 cm nha. Đây. Có thể dài ra một khoảng được 5 phân nữa. Nè, tính từ lỗ ốc nới ra được là rồi tính từ lỗ ốc nới ra là rồi độ 4,5 phân. Đó, nó có thể dài ha. Này kẹp vô sườn xe. Đây lỗ kẹp nè. Đó. Người xem phù hợp thì đó 3 phân lỗ kẹp cỡ
Đó, như trên hình cho mọi người. Lỗ bắt ốc á, bắt vô xe á. Rồi cái chống xe đạp mã 13 400 ngàn. Là so bạc rất là sướng. Rồi mình quấn một cái móc leo núi, móc dây an toàn á. Leo cây, leo núi, leo trụ điện gì cũng được. Chúng nó chịu tải người mình á. Để leo trèo. Cái này là đeo thắt lưng. Rồi thương hiệu nè. Của Nhật. Fuji Denko, cũng là thương hiệu Fuji Denko. Chuyên sản xuất mấy đồ bảo hộ lao động ở bên Nhật ha, Japan nè, Fuji Denko Japan sản xuất. Còn đẹp. Thắt lưng. Có cái lỗ này móc cái gì không biết, bằng nhựa. Rồi dây dài khoảng 1 mét mọi người. Dây dài cỡ 1 mét. Cái dây này nè, dây hừng nè. Còn mới đẹp. Rồi thắt lưng an toàn này có mã là 14 500 ngàn. Rồi một cọng móc khóa an toàn. Hai đầu. Một đầu là to nè. Cũng là chốt an toàn, không có bị tự bung ra được. Phải bấm đây thì nó mới bung ha. Đây Fuji Denko luôn, cùng thương hiệu với mấy cái móc kia đó. Dây mềm, dây loại này nó khá là mềm nè, cầm nó khá là mềm, nó dễ dàng quấn gọn ha. Cọng này cứng, loại cứng, nó có hai loại là mềm là cứng, cũng là sử dụng leo núi leo trèo này kia mọi người, chịu tải cao. Mã 15 400 ngàn. Rồi, kết thúc video ở đây mọi người. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Cảm ơn mọi người.